Tỷ chi cỡ. Bây giờ hãy cùng tiếp tục học bài 7 tương với phần 7 bài 1 quyển 3 giáo trình Hán ngữ phiên bản mới. Đầu tiên hãy hỏi, người Thượng Hải trong nhà không có sưởi. Shang Hai ren jia li mei you nuan qi. Shang Hai ren jia li mei you nuan qi. Bây giờ là từ gia đình. Gia đình. Gia. Gia. Đình. Đình. Gia đình. Gia đình. Gia đình Việt Nam. Việt Nam gia đình. Việt Nam gia đình. Gia đình Trung Quốc. Trung Quốc gia đình. Trung Quốc gia đình. Một 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 gia đình. Chúng tôi là một gia đình. 我们是一个家庭. 我们是一个家庭. Gia đình bình thường, gia đình thông thường. 一般的家庭. 一般的家庭. Các gia đình bình thường không có. 一般的家庭没有. 一般的家庭没有. Các gia đình bình thường không có sưởi. 一般的家庭没有暖气. 一般的家庭没有暖气. Bây giờ không ít gia đình đều có sưởi hay điều hòa nóng. Hiện tại, bù sáo gia đình đều có nguồn chi. Hiện tại, bù sáo gia đình đều có nguồn chi. Hãy hỏi lại, người Thượng Hải trong nhà không có sưởi. Shang Hai ren jia li mei you nuan qi. Shang Hai ren jia li mei you nuan qi. Các gia đình thông thường không có. Yi ban de sai, các gia đình bình thường không có. Yi ban de gia đình mei you. Yi ban de gia đình mei you. Bây giờ là từ sai. Bây giờ là từ nhà nghỉ. Âm Hán Việt là lữ quán. Lữ quán. Lữ. Lữ. Ư. Lữ. Lữ quán. Lữ. Ư. Lữ. Lữ. Quán. Quán. Lữ quán. Lữ quán. Trong đó từ lữ. Lữ yếu. Trong đó từ lữ đã học trong. Lữ hành là du lịch. Từ quản học trong, thú su quản. Mở nhà nghỉ. Khai lữ quản, lữ. Lữ yếu, lữ. Khai lữ quản. Khai lữ quản. Nhà nghỉ nhỏ. Xào lữ quản, lữ. Ư, lữ. Lữ yếu, lữ. Xào lưu quản. Xào lưu quản. Cái nhà nghỉ nhỏ này, lượng từ là gia. Trở gia xào lưu quản. Trở gia xào lưu quản. Lượng từ là từ nhà.
Gia. Nhà nghỉ tốt. Hào lý quán, lý, lý dấu, lý dấu. Hào lý quán, hào lý quán. Có rất nhiều nhà nghỉ tốt. Yếu hẳn đua hào lý quán. Yếu hẳn đua hào lý quán. Ở nhà nghỉ. Chỉ cư trú tạm ở nhà nghỉ. Dùng từ cư trú. Sai, dùng từ trú. Trụ lý quán. Trụ lý, lý, lý yếu. Trụ lý quán. Trụ lý quán. Bây giờ là từ khách sạn. Phản tiền. Phản. Phản. Tiền. Tiền. Phản tiền. Phản tiền. Lũy. Lũy. Quán. Quán. Lũy quán. Lũy quán. Khách sạn này. Lượng từ cũng là từ gia. Trở gia. Sai. Trở gia phản tiền. Trở gia phản tiền. Mở khách sạn. Khai phản điện. Khai phản điện. Có tiền mở khách sạn. Yếu chén khai phản điện. Yếu chén khai phản điện. Khách sạn tốt. Hảo phản điện. Hảo phản điện. Ở khách sạn chỉ trú tạm ở khách sạn. Sai. Ở khách sạn chỉ vừa cư trú. Trú phản điện. Trú phản điện. Ở khách sai, ở nhà nghỉ hay là ở khách sạn? Trụ lý quản hay là trụ phản tiền? Trụ lý quản lý, trụ lý quản lý, trụ lý quản, trụ lý quản, sai, trụ lý quản hay là trụ phản tiền? Lý, trụ lý quản, trụ lý, trụ lý quản hay là trụ phản tiền? Trong nhà nghỉ và khách sạn. Lý quản hứa phản điện lý. Lý quản hứa phản điện lý. Trong nhà nghỉ và khách sạn có. Lý quản hứa phản điện lý yếu. Lý quản hứa phản điện lý yếu. Có điều trong nhà nghỉ và khách sạn có. Bố của lý quản hứa phản điện lý yếu. Bố của lý quản hứa phản điện lý yếu. Hãy hỏi lại từ đầu một lần nữa. Người Thượng Hải trong nhà không có. Sai. Người Thượng Hải trong nhà không có sưởi. Sàng Hải Rến gia lì mê yếu nán chì. Sàng Hải Rến gia lì mê yếu nán chì. Sàng Hải Rến gia lì mê yếu nán chì. Các gia đình thường. Sai. Các gia đình bình thường không có. Ý ban đờ gia đình mê yếu. Ý ban đờ sai. Ý ban đờ gia đình mê yếu. Sai. Ý ban đờ gia đình mê yếu. Có điều trong nhà. Sai. Có điều trong nhà nghỉ và khách sạn có. Bố của phản điện. Sai. Bố của lý quản hứa phản điện lý yếu. Bố của lý quản hứa phản điện lý yếu. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nhẹ nặng. Chiên trùng. Làm phiền, tôi hỏi thăm một chút. Lão giả, 我打听一下. Người lái xe taxi. 出租车司机. Điện thoại vang rồi, điện thoại kêu rồi. 电话响了. Hai viên thuốc. Láng phiền yào. Kết quả ra rồi. Chế quả chú lái lợ. Phòng khách diện tích hơi bị nhỏ một chút. Cửa thính miễn chi xào lợ đẻ. Nếu mà không vừa ý.
Yào sư bù mái gì? Giao thông thuận tiện hay không? Giao thông phang biển bù phang biển. Viết thành cái này rồi. Xie chẳng chơi gờ lọ. Biện pháp tốt. Khó bản phá. Đại khái đã quen rồi. Chà bù thua ý chinh xí quả lọ. Lúc nghỉ giữa giờ. Cửa chiên siêu xỉ đợt sử khẩu. Tản bộ một lát. Sảy khuẩy bủ. Thông thường cần. Ý ban yảo. Mấy năm liền rồi. Hào chỉ né lợ. Cao huyết áp, mất ngủ. Cao xỉa da, sư miến. Yamamoto hay sơn bản. San bản. Kỳ nghỉ hè năm nay. Chi nén sủ chả. So với quá khứ trở nên càng xinh đẹp hơn rồi. Bế của chú ý biển ở cưng phèo lèng lọ. Có nhiều bằng của Bắc Kinh không? Yếu Bảy Trinh đờ tua mà. Mùa đông. Tung thiên. Không hẳn ấm hơn Bắc Kinh. Không nhất định ấm hơn Bắc Kinh. Bù ý định bí Bảy Trinh nòa hộ. Dự báo thời tiết. Thiên chỉ dự báo. Mấy độ liền. Khó chỉ tủ. Cho nên cảm giác. Số y cản chế. Nhiệt độ không khí của Thượng Hải cao hơn Bắc Kinh nhiều. Sàng Hải đã chỉ vân bí Bảy Trinh cao đờ tua. Bởi vì trong nhà không có sưởi. Yên vầy ưu dữ lì mê yếu noán chỉ. Các gia đình thông thường, các gia đình bình thường. Ý ban ở gia đình. Trong nhà nghỉ và khách sạn. Lý quán khứ phản điện lý.